Xin chào các đồng chí. Chúng ta đã dự giờ của đồng chí Thắng, đó là giờ dạy tiết 1 của bài dạy là thiết kế hệ thống báo động khi mở cửa. Đây là bài dạy dựa trên cái định hướng giáo dục STEM. Giờ họp chuyên môn này thì các đồng chí có mặt ở đây sẽ đóng góp, góp ý để xây dựng cho bài dạy được tốt hơn. Và vấn đề thứ nhất thì các đồng chí sẽ đóng góp ý kiến của mình về vấn đề là cái mức độ sinh động này, hấp dẫn này, rồi về hình thức chuyển giao nhiệm vụ của giáo viên cho học sinh. Mình nhắc lại nhé, đó là cái về mức độ sinh động này, về tính hấp dẫn học sinh này và phương pháp chuyển giao nhiệm vụ của giáo viên đến học sinh. Thì trong những vấn đề này các đồng chí sẽ xem là có cái gì tích cực, có cái gì cần góp ý thì mong các đồng chí góp ý. Đồng chí nào nhỉ? Phần đầu thì em thấy là cái tình huống ở bài rất là ổn rồi, nhưng mà tuy nhiên thì cái phần khi mà chuyển từ cái khi mà mở bài xong ấy, mình chuyển sang bắt đầu là phát cái hồ sơ dự án ấy, thì em thấy nếu mà chỗ đấy có thể là mình có thể giải thích rõ hơn hoặc dẫn dắt kỹ hơn một chút cho học sinh. Thì vì học sinh giả sử mà khi mà bây giờ mình tự nhiên mình phát luôn cho học sinh một cái tệp hồ sơ, mình bảo là đấy là mỗi nhóm sẽ có hồ sơ như này như kia, thì nó sẽ khó, học sinh nó sẽ khó hình dung là tức là trong hồ sơ đấy nó sẽ có những cái gì, hoặc là mình sẽ phải làm gì với hồ sơ đấy ạ. Nhưng mà mình có thể dẫn dắt, em nghĩ là có thể như là để làm một dự án thì người ta sẽ cần làm những nhiệm vụ, ví dụ một nhóm làm dự án thì sẽ phải phân công công việc này, hoặc là phải ghi chép lại, hoặc là những cái công việc cụ thể khi làm dự án ấy, thì học sinh là sẽ có dễ có một cái định hướng trước ấy, thì nó sẽ hiệu quả hơn ạ. Còn khi mà chuyển giao các hoạt động các nhóm ấy, thì em thấy là khá ổn, và học sinh đặc biệt là ở phần hoạt động khi mà học sinh làm thí nghiệm rất là sôi nổi và tích cực. Nhưng mà có một chút là ở phần cuối ấy, đại một số nhóm có thể là nó làm xong thì nó hơi chạy tự do một chút ấy, thì còn lại là không có vấn đề gì. Các đồng chí khác có đóng góp ý kiến không? Em xin phép nói rõ hơn cái phần góp ý của Hà, đấy là cái chỗ cô giáo đưa ví dụ đóng mạch đèn sáng lên thì nó chưa có cái sự liên kết giữa cái chỗ mà đèn sáng với cả lúc mà mình giao nhiệm vụ với hệ thống báo động. Mình có thể cho thêm một vài ví dụ về mấy cái hệ thống tự động, cho mình kích thích trí tò mò của học sinh là các con có thích làm như thế không, thì lúc đấy mình chỉ ra những việc rất là dễ, nó sẽ liên kết được giữa cái việc đóng mở mạch với lại việc mình làm của nó đó. Tất cả là cái chỗ mà học sinh chạy đấy thì mình giao đồ nghiệm cho học sinh theo bộ thì chắc là các con sẽ không bị thiếu mà phải chạy lên nữa, thì sẽ đỡ lộn xộn hơn lúc mà Hà và học sinh chạy lên. Cảm ơn đồng chí, ý kiến của đồng chí Hương. Có ai có ý kiến gì nữa không nhỉ? Thực ra như ý kiến của đồng chí Hà là trước khi giao cái tập hồ sơ là ta cần giải thích sơ lược về cái nội dung của hồ sơ đấy để học sinh khi nhận nó đỡ bỡ ngỡ. Còn như ý kiến của đồng chí Hương ấy, thì mình cũng thấy như vậy, là khi mà giao cái dụng cụ thí nghiệm học sinh ấy, mình thấy là mất tương đối nhiều thời gian ở chỗ này, và mình nên chuẩn bị thành bộ. Thậm chí là mình nghĩ rằng cái này, ngay cả học sinh lớp 7 học mà đây lại là cái bài đầu tiên liên quan đến mạch điện, nên mình có thể còn định hướng là lắp một số thiết bị trước với nhau cũng được đấy, chứ cũng không nhất thiết là học sinh phải đi cắm từ từ những cái này cái kia. Và thời gian còn lại thì cũng như đồng chí Hương nói ấy, là chúng ta có thể thay cái bóng đèn đúng không nào bằng ngay một cái motor, hoặc thậm chí trực tiếp thay bằng luôn một cái chuông đi, thì nó có cái gợi ý đằng sau này nó tốt hơn. Đó là nó mà logic luôn vào cái phần mà mình đặt cái gọi là đặt cái gì đấy nhỉ? Không, đặt vấn đề mình đặt hàng cho học sinh ở cái chỗ sau á, thì học sinh nó thấy luôn từ cái này cái kia, thì mọi cái hoạt động của học sinh nó có tính định hướng từ mục này. Thế các đồng chí còn ý kiến gì nữa không về phần này?
Tiếp thế thì sang chúng ta sang vấn đề thứ hai, đó là tôi muốn các đồng chí góp ý cho về cái nội dung, đó là khả năng bao quát theo dõi học sinh và tháo gỡ những khó khăn của học sinh. Em xin vừa ý kiến là mời đồng chí khả năng bao quát và theo dõi học sinh thì em thấy trong cái quá trình hoạt động thì học sinh khá là sôi nổi và chú ý lắng nghe và được hướng dẫn, phân chia nhiệm vụ của học sinh rất là hào hứng và đạt hiệu quả tốt. Thế tuy nhiên thì đến lúc mà học sinh bắt tay vào làm những thứ cái việc đó thì cô giáo đi hướng dẫn, thường là khi mà cô hướng dẫn thì các nhóm khác bắt đầu là các con tự làm, tự hoạt động theo ý mình, và vì thế nên là có rất nhiều cái thắc mắc, và rất nhiều thắc mắc thì không thể cô không thể giải thích được. Đấy, thì em có thấy cái chỗ đó mình cần phải có một cái phương án nào À, nghĩa là học sinh có nhiều thắc mắc về những cái hiện tượng, những cái kiến thức của chúng này, đúng không? Có những cái là học sinh tự lắp sau đó có thể là học sinh hiểu hoặc là chưa hiểu, nhưng mà chỉ cần lắp sáng là các em sẽ dừng lại. Các đồng chí khác? Em bổ sung một chút ý kiến cho Trang nhé. Mời Trang. Vâng, đấy là cái việc mà học sinh mà nó có nhiều thắc mắc khi mà nó làm thì em nghĩ là giáo viên nên quán triệt ngay từ đầu là các con hai nhóm ở trong cùng một bàn, các con nên có sự tương tác giữa nhóm với nhóm. Bởi vì em quan sát thấy là có một số bàn mà có một nhóm làm được, nhóm còn lại không làm được, nhưng mà nhóm còn lại lại không hỏi cái nhóm bên kia, mà ngay lập tức là giơ tay cô ơi để hỏi cô giáo. Như thế là khiến cái tình hình lớp nó khá là hỗn loạn, bởi vì nhóm nào cũng muốn hỏi mà các con chưa chịu tương tác với nhau giữa các nhóm. Cái khả năng động não của các bạn cô giáo đều không được từ lúc mà giải quyết nhiều câu hỏi thì được, chưa sự giúp đỡ nhau. Nhưng mà thực ra mình nghĩ là trong này cũng có những câu hỏi thì mình lại phải đi hướng vào nội dung kiến thức, là mình sẽ bảo là các con, nghĩa là mình chuyển giao cái nhiệm vụ đấy thành nhiệm vụ về nhà. Chứ mình cũng không nhất thiết mình không thể giải thích hết được ở trong đấy, đúng không? Ví dụ như là thắc mắc đơn giản, nó thắc mắc là tại sao là cái này nó sáng cái kia không sáng, thì bảo đó là vật liệu dẫn điện hay không dẫn điện, hay là rất nhiều hiện tượng liên quan đến điện ở đây. Thì bài này mình nghĩ là cái bài cái thực hành này nó chỉ mang tính chất là để học sinh lúc đầu làm quen nhiều hơn là đi vào một kiến thức nào đấy, và những cái thắc mắc đấy mình nghĩ là cô giáo có thể chuyển thành cái câu hỏi về nhiệm vụ, đúng không, ở cái phần giao về nhà và chuẩn bị kiến thức nền đấy. Nào thì có ai có ý kiến gì nữa không nhỉ? Thì cái phần bao quát này thì em theo như em thì khi mà em giao nhiệm vụ cho nhóm ấy thì em cũng đồng tình với các thầy cô là các thầy cô có thể phân công công việc và có thể là sẽ phân chia nhiệm vụ, ví dụ trưởng nhóm hay là những bạn phụ trách về thư ký chẳng hạn, thì các bạn ấy sẽ hỗ trợ trong quá trình mà sẽ tương tác, ví dụ như cô Trang nói, tương tác giữa các nhóm, hoặc là có những bạn sẽ đại diện là giáo viên, cô giáo sẽ hướng dẫn bạn trưởng nhóm, sau đó các bạn sẽ đưa về cho các thành viên. Thế đấy ạ. Hai nhóm phía trên vừa động rất sôi nổi, thế còn hai bàn dưới thì có vẻ như là các bạn ấy hơi trầm một chút. Em có thêm một ý kiến nữa. Đấy là theo em thì ở đây cái vấn đề mà học sinh nó thắc mắc quá nhiều ấy ạ, hay là nó có những cái câu hỏi rất là đơn giản, thì em nghĩ học sinh bị thiếu một cái kỹ năng, đấy là các con cần phải đánh giá những cái sự cố và rủi ro khi mà mình làm thí nghiệm trước đấy. Vậy thì nếu có thể giáo viên nên đưa ra một cái phiếu học tập trước để các con đánh giá xem là trong cái quá trình mình làm thì có thể xảy ra những cái gì. Giáo viên mình sẽ lường trước những cái câu hỏi các con ấy ạ. Bởi vì em thấy những bàn là có thể các con hỏi những câu giống nhau, nhưng cô giáo lại phải đi từng bàn một để giải thích. Vậy thì nếu như mình có thể đưa ra được trước một cái danh sách những cái câu hỏi có thể sẽ xảy ra trong quá trình thí nghiệm thì sẽ giải đáp ngay từ đầu cho các con, cả lớp cùng nghe ấy. Nhưng cái này hơi khó. Từ đầu thì học sinh nó lại chưa biết gì để chưa biết gì về phần điện. Với lại chắc chắn là những học sinh ở Việt Nam sẽ rất thiếu. Nghĩa là câu hỏi nó chỉ xuất phát trong quá trình nó trong các học sinh đang học tập, đang làm việc. Nếu thế thì như cái ý kiến ban đầu của anh ấy, tức là mình sẽ phát thêm một cái phiếu để các con tự ghi câu hỏi và chuyển giao thành bài tập về nhà ấy ạ, thay vì việc là cứ hỏi liên tục full giờ. Đấy, anh cũng nghĩ như thế, có nghĩa là chuyển giao thành những cái kiến thức cơ bản là mình giao về nhà. Vì thực ra là học sinh về nhà cũng có phần chuẩn bị kiến thức nền đấy cả. Ở cái phần đằng sau thì chính là những cái câu hỏi này. Đáp những cái câu hỏi đó. Vâng. Cái phần kiến thức nền này. Thì
Rồi rồi, thế chuyển sang vấn đề thứ ba. Tức là mình muốn các đồng chí góp ý về cái nội dung này. Đó là mức độ phù hợp, hiệu quả của việc hỗ trợ, khuyến khích học sinh tương tác giúp đỡ nhau. Mình nhắc lại nhé, là cái mức độ phù hợp này, hiệu quả này của việc hỗ trợ, khuyến khích học sinh tương tác và giúp đỡ nhau. Rồi nó cũng là một cái phần mà như chúng ta nói vừa rồi rồi đấy. Ừ, đúng là đấy, nhóm này làm được, nhóm kia không làm được, đúng không? Ờ, thì mình đã bảo các nhóm tương tác với nhau chưa? Và đấy cũng là một cái mà mình nghĩ là rất là hay. Vừa đỡ việc cho giáo viên và lại vừa cho các con học cái có phương pháp là học hỏi, trao đổi từ các nhóm khác được. Thực ra theo đúng mô hình trường học mới là những cái nhóm mà các bạn đã tức là các bạn đã làm hoàn thành ấy, thì các bạn có thể sẽ đi hỗ trợ các nhóm khác, thì theo đúng như cái tinh thần mà phương pháp của trường học mới, thế nghĩ cái đấy cũng hợp lý. Thì giáo viên sẽ phát hiện, khuyến khích, động viên để cho các con có cái sự hỗ trợ phương pháp lẫn nhau. Trong cái tiết học này thì em nhận thấy được là cái sự hướng dẫn của thầy giáo, tức là cụ thể chi tiết cho từng hoạt động, nó sẽ dẫn đến cho các con cái việc là các con hỗ trợ rất nhiều cho cái hoạt động chính của các con, từ những cái việc là làm những cái mạch điện nhỏ như thế nào. Điều mà giáo viên hay là chưa để ý đến cái thời gian cho các con hoạt động, kéo dài quá. À, nói đến thời gian thì mình cũng muốn góp ý như thế này, nghĩa là trong một cái bài như thực hành như vừa rồi ấy, đấy là kiểm tra những dụng cụ này, những dụng cụ kia, đúng không? Thì mình nghĩ là nên đặt cụ thể. Đấy là mình nên đặt cụ thể mục đích là từng thí nghiệm theo từng những mốc thời gian như thế nào. Hôm nay là mình cũng thấy là cái mục đấy là mất tương đối nhiều thời gian, 30 phút. Và thực ra thì nhiều thời gian thì thành ra hoạt động nó lại bị loãng ra và không có hiệu quả. Đấy. Vì là cái giai đoạn sau, đặc biệt là có nhóm làm xong rồi ý, thì đến lúc đấy là học sinh gần như là không có việc đấy. Ở đấy nên là mình nên hạn chế thời gian theo từng mục cụ thể, từng thí nghiệm cụ thể. À, cũng nói đến cái thí nghiệm này, mình cũng thấy là muốn đóng góp một ý nữa này, là trong những cái dụng cụ mà để kiểm tra nó dẫn điện hay không dẫn điện ấy, theo mình là mình phải lấy những cái gì nó giật gần gũi với học sinh đi. Hiện thay cái dây dù bằng cái bằng dính cách điện đi chẳng hạn. Đó là những cái mà hàng ngày học sinh hoặc là gia đình có dùng đến để làm vào việc gì cụ thể ấy, thì nó phù hợp với hơn. Đúng không? Vì biết là học sinh biết sau này là nó biết à, cuốn cái này và nó cách điện nó cụ thể hơn là một cái dây dù. Dùng giấy. Hay là những cái vật gì rất gần gũi ra để học sinh có thể từ đấy cũng học lên những cái bài học ứng dụng trong thực tế từ những cái. Em thấy có nhóm nó dùng kéo. Dùng kéo. Hoặc là mình có thể để cho khoảng độ 5 phút để khuyến khích học sinh có thể là kiểm tra một số cái dụng cụ đồ dùng học tập chẳng hạn thì cũng được. Thế nhưng mà chính vì vậy, thì ngay cái bước đầu khi mà chuẩn bị đồ dùng thì mình phải hạn chế thời gian ra, chứ không có mình sẽ bị thời gian nó kéo dài quá một ngày. Em thấy là cái thời gian để chuẩn bị đồ rất là đồng chí khác. Em nghĩ là nếu cái phần pin, cái dây của pin mà không chuẩn bị kỹ thì học sinh sẽ mất nhiều thời gian để lấy cái đầu lại, tuốt cái đầu dựng đầu của pin ấy ạ. Rất là lâu. Với cái phiếu ấy ạ. Em nhớ là trong cái phiếu số 2 nó có cái mạch điện thì nó bảo là lắp mạch điện như hình vẽ để đèn sáng. Nhưng mà lúc đầu mình lắp là mình sẽ nối hai kẹp vào với nhau, đúng không? Hai kẹp mình sẽ ghép vào với nhau ấy. Nhưng mà trong cái hình vẽ thì nó lại kẹp luôn một cái vật vào giữa. Thì em nghĩ là không biết học sinh nó sẽ bị nhầm lẫn trong cái phần đấy không? Các bạn mắc đúng như thế. Học sinh thì không được. Học sinh mắc y hệt như vậy. Tức là ban đầu mình đã cho sẵn một cái thanh dẫn điện rồi. Ừ thì cứ để một loạt thanh đấy thôi, học sinh làm thế nào cho đèn sáng lên đã. Thay bằng những thanh khác. Thì hầu hết thì học sinh nó đều, vì là có lẽ là học sinh nó đều biết trước trong cuộc sống rồi, là ví dụ sắp kẹp cái dẫn điện thì nó đã kẹp trước cái đấy rồi. Sau đây nó biết thay bằng cái khác. Rồi tới còn vấn đề cuối cùng, đó là việc tổng kết kiến thức và giao và
giao hoạt động về nhà cho học sinh. Thì các đồng chí có đóng góp được không nhỉ? Em có ý kiến là cái phần giáo viên tổng kết ấy khá là rõ ràng mạch lạc, học sinh cũng tưởng tượng ra được các cái bước, các cái việc nhiệm vụ mình phải làm khi mà về nhà rồi. Nhưng mà có một cái là thì là học sinh lớp 7 thì em thấy là riêng cái phần mà nếu mà vẽ bản thiết kế ấy, mà nếu mà không phải là cái mà vẽ mạch điện, vâng, vẽ mạch điện đấy, thì các cái ký hiệu đấy là học sinh cũng chưa phân biệt được, nên là có thể là cô giáo sẽ giải thích kỹ hơn một tí nữa cái chỗ đấy để cho học sinh phân biệt được giữa cái bản mô tả với lại cái bản thiết kế. Chị biết là cái đó học sinh chắc chắn là sẽ thắc mắc, và nhưng mà cái đấy nó là chính là cái phần tìm hiểu kiến thức nền, có nghĩa là các bạn đến quá trình tìm hiểu thì trong sách giáo khoa nó có ký hiệu đó và có cách hướng dẫn vẽ mạch điện ở trong sách giáo khoa. Thế thì các bạn ấy phải tự tìm hiểu để vẽ được một cái mạch điện như vậy. Thế thì ngoài ra có bất cứ thắc mắc nào thì các bạn ấy sẽ tìm cô để giải quyết. Thế còn cái phần mô phỏng mình thì nó rất là kỹ, là mình vẽ hẳn cái bóng đèn hay là vẽ thủ tinh rồi, thì cái đấy thì không vấn đề gì. Thường thì học sinh sẽ vẽ cái phần mô phỏng tốt hơn cái phần mạch điện. Thì là mình sẽ có thời gian để cho học sinh vẽ và mình sẽ sửa cho học sinh, thì cái đấy thì học sinh nó mới ghi nhớ được. Chứ còn mình nói từ đầu thì cái chỗ khi mà học sinh làm xong cái phiếu ấy, thì lúc đấy em thấy là gọi một, vì cô giáo bảo là các nhóm làm cũng giống giống nhau nên là cô gọi một nhóm trình bày, sau đấy lại giơ tay. Chỗ đấy em thực ra chị nghĩ là cái câu đấy nó bị thừa. Vâng, mình cứ gọi nhóm trả lời thôi. Thực ra lúc đầu thì nghĩ là các nhóm giống nhau, nhưng sau đấy mới phát hiện ra là có một nhóm nó bị khác. Và nhưng mà khi mà theo dõi nhóm khác trình bày, bạn ấy ngay lập tức bạn sửa nhóm của bạn ấy, nhưng mà nó vẫn khác. Đấy là lúc đầu sau này mới phát hiện ra là một nhóm là đúng thật. Có thể là mình chỉ cần cho một đọc tên rồi mình cho giơ tay. Chị vẫn nghĩ là cái câu đó của chị bị thừa. Mình vẫn nói là các nhóm có thể kiếm ra một khác một. Đồng chí nào cũng góp của tôi. Như vậy là chúng ta vừa họp nhóm và rút kinh nghiệm giờ dạy của đồng chí Thắng. Đó là chúng ta cũng thấy có một số những vấn đề mà cần phải thay đổi ở những giờ dạy sau. Đó là cụ thể và cái quan trọng nhất, đó là việc giao nhiệm vụ cho học sinh, là từ kiến thức cho đến giao đồ dùng dạy học. Đấy. Và cái thứ hai nữa là trong cái lúc mà giảng dạy thì chúng ta cần quan tâm để ý đến học sinh hơn. Đặc biệt nữa là chúng ta nên khuyến khích học sinh học tập giữa các nhóm với nhau. Đấy. Thế thì mình hy vọng là những buổi sau, trong những giờ dạy sau là chúng ta sẽ được kinh nghiệm này, chúng ta sẽ làm được tốt hơn. Rất cảm ơn sự có mặt của các đồng chí. Rồi chúng ta.